Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trao bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Bất ngờ tình yêu đến với bạn và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhà những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài. Đây là tụ 1. Tụ 2. Và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi bất ngờ tình yêu đến với bạn là ai. Và đây những tra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. ở đây mình thấy các bạn tuổi một là những người rất là có sức hút, ừ. có sức hút với người khác giới cực kỳ cao và đặc biệt các bạn cũng là một người rất là đam mê trong tình yêu. Ừ. Một số bạn ở đây thì mình thấy có thể các bạn đã trải qua những giai đoạn gọi là yêu thương nồng cháy nhưng mà toàn là nhận những cái kết quả tô xít độc hại hoặc là một cái tình yêu gì đó đã không có được cái kết quả xứng đáng ha, kiểu như vậy. Các bạn trong quá khứ khả năng là một người cũng hay có một cái sự gọi là lụy tình hoặc là um, tổn thương hoặc có những cái nỗi ám ảnh gì đó trong quá khứ nó vẫn còn gọi là dồn nén hiện tại thì có thể là bạn sẽ tập trung hơn vào sự nghiệp của mình à, các bạn có sự gọi là chăm chỉ hơn và các bạn có khả năng kiếm tiền cũng rất là tốt à, một số bạn ở đây các bạn đang ở trong cái trạng thái của sự cô đơn quạnh vắng trống trải bệnh tật thiếu thốn tiền bạc ha nói chung là bạn gặp toàn bộ những cái sự khó khăn rồi thử thách rồi và, và đã đến lúc các bạn nhận được cái hạnh phúc ha đến với mình nha ở đây mình thấy có thể là bạn đã từng rất là uh, có những cái giây phút gọi là chán nản cuộc đời thất vọng về cuộc sống tiền bạc cũng không mà tình yêu cũng không ha, toàn là những cái sự cay đắng khó khăn và áp lực các bạn là những người sống rất là chân tình trong tình yêu các bạn là những người luôn dốc hết mình cho tình cảm cho người mình yêu tuy nhiên uh, cái kết quả mà bạn nhận được thì chỉ toàn là khiến cho bạn cảm thấy rất là thất vọng và ê chề uh, thì ở đây mình thấy uh, có một cái nguồn năng lượng tình yêu bất ngờ đang đến với các bạn à, khiến cho bạn cảm thấy vui hơn, khiến cho bạn có một cái sự gọi là đủ đầy hơn, cảm thấy có một cái sự gọi là uh, tràn ngập hạnh phúc hơn. Ừ. Các bạn đang ở trong cái giai đoạn của sự gọi là thay đổi, <laughs> vận đào hoa đang có sự gọi là mỉm cười với các bạn rồi đó. mình thấy tình yêu bất ngờ đang đến với các bạn, ừ, một cái người yêu các bạn chân thành với các bạn và bị cuốn hút bởi các bạn rất là nhiều về mặt tinh thần lẫn thể chất. ha mình thấy là như vậy rồi để mình xem coi cái đối tượng đó là ai nha đối tượng này thì mình thấy đây là một người họ rất là thực tế nha họ có tiền có bạc họ có tài chính an toàn ổn định và người này là một người sống cũng khá là bí ẩn hoặc là tính tiếng hoặc đây là một người có thể năng là họ cũng không có nói nhiều đâu Họ thường là lên kế hoạch tập trung cho cái cuộc sống của mình Rồi à, biết cách kiếm tiền, thông minh, giỏi giang ừ. Và đây là một người biết học hỏi, phát triển bản thân Và cái người này mình thấy có khả năng họ còn học hỏi ở người khác cũng rất là tốt đó ừ. Họ có trực giác cực kỳ cao, họ có khả năng cái người này cũng có đạo đó nha và người này họ cũng sống tình cảm giống như bạn vậy đó, cũng là một người sống chân thành, nhưng mà họ sẽ không thể hiện tình cảm ra bên ngoài quá nhiều. Và cái người này họ có tính chọn lựa, chọn lọc cho nên là họ chỉ chọn cái người nào mà họ cảm thấy là có sự gắn kết thì họ mới trao tình yêu thôi người này khá là nổi tiếng trong cái cộng đồng của họ nha hoặc là họ là một người có những ước mơ hy vọng là gặp được một cái tình yêu mà có sự thấu hiểu trang hòa và có khả năng đi lâu bền. Nói là như vậy. Người này là có tài chính rồi ha. Trong lòng họ thì có khả năng họ chỉ cần tình yêu nữa là có sự đủ đầy và nguyên vẹn. Có thể người này họ cũng đã từng trải qua một cái giai đoạn tâm tối nào đó hoặc có những ám ảnh nỗi buồn gì đó trong quá khứ. Có thể họ đã từng bị phụ bạc hoặc là từng cho đi tình yêu nhưng mà lại không nhận được. Tình cảm ha, kiểu như vậy ừ. Hai bạn có khả năng khác là giống nhau về cái hoàn cảnh tình huống đó ừ. Người này có thể họ cũng hay thức khuya Hoặc là một người có một cái sự gọi là ừ, Đã từng rơi những cái mối quan hệ mập mờ Hoặc đây cũng là một người kiểu Họ sẽ không nói lên hết tất cả những gì họ muốn Hoặc là họ là một người che đậy cảm xúc cực kỳ tốt ha. Họ là một người có một sự tự mình giải quyết những cái vấn đề riêng Không có muốn làm phì người khác Ừ và mình thấy người này họ có sự hướng về tâm linh rất là cao ha. hoặc đây cũng là một bậc thầy đó. Trải qua những khó khăn trong cuộc sống thì cái người này họ có một cái vốn kinh nghiệm tràn trề để có thể chia sẻ và cho đi. Ừ. Rồi, để mình xem qua đối với những bạn mang năng lượng nữ xem tra bài thì cái uh, bất ngờ tình yêu lại đến với các bạn, họ là ai ha thì các bạn nữ xem tra bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn, mang năng lượng nam xem tra bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại. Các bạn nam cũng vậy ha Bất ngờ tình yêu đến với các bạn nữ là ai đây? Người này là một người rất là mạnh mẽ <laughs> Họ là một người rất là cứng cỏi Là một người có khả năng lãnh đạo Nói được làm được, có khả năng sáng tạo Và họ khi mà chạm đến cái gì là cái đó có khả năng rất là phát triển Dưỡng mạnh và có khả năng có khiếu về trồng cây rồi đó ừ. Đối tượng này là một người có cái nhu cầu khá là cao Trong câu chuyện tình yêu, tình ái nha Ừ và họ là một người hơi cô đơn trong cuộc sống ừ. họ có rất là nhiều đối tượng ha à, có nhiều sự lựa chọn nhưng mà cái người này họ luôn có sự cảm nhận luôn là cái người phù hợp với mình chưa đến hoặc là họ luôn tìm kiếm một cái bóng hình nào đó mà đầy đủ những cái tiêu chuẩn của họ thì họ mới chịu à. hoặc là cuộc sống người này họ luôn cảm thấy thiếu nha kiểu như là cái người này họ muốn có nhiều hơn nữa họ muốn thành công hơn nữa họ muốn giàu có hơn nữa à, mình thấy là như vậy và đây là một người có khả năng xây sở tiền bạc rất là tốt và họ cũng có khiếu hài đó khiếu hài hước nói chuyện có duyên và có khả năng cũng rất là thích những cái lĩnh vực mà liên quan đến uh, giải trí rồi đó người này thì uh, nói chung là họ đã từng có những đổ vỡ đã từng có những cái tan nát gì đó hoặc là có khả năng đã từng chuyển đổi công việc uh, đã từng va vấp từng có những một cái lần nào đó sụp đổ và cái người này họ thức tỉnh đó. Rồi họ biết rồi là tập trung vào cuộc sống hơn có khả năng trong quá khứ họ là một người kiểu rày đây mai đó tới đâu hay tới đó chỉ là vui là chính thôi. Nhưng mà có thể có một cái điều gì đó khiến cho cái người này họ tỉnh táo trở lại ha, một cái biến cố sự kiện ha cũng rất là khó khăn, hăng trầm và cái người này họ bắt phải bắt đầu lại từ đầu. Người này là một người khi mà đã không làm thì thôi, đã làm thì sẽ làm cho đến cái đỉnh cao. À, mình thấy khả năng là họ ở xa các bạn. Có thể hai bạn có cái vị trí địa lý khác nhau à, cái người này có thể là họ là một người làm cái gì cũng tính toán kỹ lưỡng hết bởi vì họ đã từng trải qua những giai đoạn thất bại cho nên là cái người này mình thấy từ những thất bại đó mà họ trở nên nhanh nhạy hơn khôn ngoan hơn chỉnh chu hơn rõ ràng hơn à, và người này có rất là nhiều cái tiềm năng để mở rộng để phát triển hoặc có khả năng họ làm việc uh, mang tầm quốc tế mm người này thích học hỏi thế giới bên ngoài có khả năng quan sát rất là tốt nha ừ. và cái người này họ sẵn sàng thay đổi bản thân để gọi là phát triển chứ không phải là kiểu người gọi là độc đoán hoặc là chuyên quyền hoặc là có một cái sự gọi là um, không thích nghi không linh hoạt ha mình thấy là như vậy rất là linh hoạt luôn ở đây đối tượng này là một người như mình nói này họ có một cái sự gọi là uh, dòng máu chiến binh ha kiểu như là một người có có một sự tập trung rất là cao độ luôn họ luôn nghĩ về những gì mà họ muốn và họ có một cái sự gọi là thiết lập một cái tầm nhìn cao và có sự mong đợi cái kết quả tốt đẹp đến với mình người này họ cũng có cái tính cầu toàn và tỉ mỉ nha và ở đây mình thấy có thể là cái người này họ có khả năng giao tiếp rất là tốt họ có khả năng nói lên được những cái điều mình muốn một cách khéo léo và họ cũng là một người biết nói ra những lời yêu thương những sự chân thành và họ biết lắng nghe người khác đây là một người bậc thầy ha, kiểu như họ đã học được rất là nhiều bài học trong cuộc sống cho nên họ có khả năng gọi là thấu hiểu ừ. họ học từ những kinh nghiệm à. và người này thì nói chung là họ là một người có sự khôn ngoan nữa ừ. những gì mà họ tìm kiếm thì nó luôn ở sẵn trong cái tinh thần trong tâm trí của họ họ tin những gì mà họ biết nha họ là một người tin tưởng bản thân và ở đây mình thấy cái khả năng là cái người này là một người có cái niềm đam mê rất là lớn họ là một người rất là đam mê về vấn đề tình ái tình dục nha ừ. à, và họ rất là mạnh mẽ và cứng cỏi ừ. họ rất là đầy cái sức hút đầy sự gọi là hào hứng nhiệt tình trong công việc ừ. một người rất là rắn rỏi và rất là nhiệt quyết cũng như là một người rất là uh, mạnh mẽ ừ. Ở đây mình thấy cái đối tượng này là một người rất là siêng năng chăm chỉ làm việc nha ừ. rất là kiên nhẫn và kiên trì và khi mà gặp bạn cái người này có thể là họ họ nhìn bạn ở một cái góc độ khác <laughs> kiểu vậy ừ. họ có sự đấu tranh rất là nhiều mới có thể thu hút được sự chú ý các bạn và họ có sự kiên trì kiên nhẫn với các bạn nữa họ có khả năng nhận ra bạn là một người rất là giỏi thông minh nhạy bén À, họ có khả năng là nhìn bạn ở một cái góc độ như là thấy bạn là một người rất là tốt bụng hoặc là um, một người sẵn sàng hy sinh ha à, họ có một cái sự gọi là ngắm nhìn bạn từ trên xuống dưới <laughs> cái người này rất là ngắm kỹ càng luôn và ở đây thì mình thấy có thể là cái đối tượng này họ với bạn có khoảng cách với nhau và lúc đầu có thể là cái người này họ cũng um, có một cái sự cố gắng hoặc là cũng cố gắng nói chuyện hoặc là có sự cân bằng à, nhỏ nhẹ à, để có thể tìm hiểu về bạn ừ. người này thì mình thấy có thể là họ đã từng có những cái giai đoạn gọi là mệt mỏi trong cái câu chuyện tình yêu bởi những cái sự gọi là đấu tranh rồi chiến tranh rồi gây cãi nhưng mà khi mà gặp bạn cái người này họ cảm thấy bị thu hút rất là nhiều à, bạn tỏ ra một cái nguồn năng lượng của sự ấm áp sự che chở sự yêu thương sự săn sóc người này họ cảm nhận như vậy Ừ, có thể là bạn không có nghĩ mình là như vậy nhưng mà họ nghĩ bạn là người như vậy họ nhìn sâu được bên trong các bạn họ cảm thấy bạn là một người phụ nữ của gia đình à, là một cái người mà độc lập à, tự tin và là một viên ngọc quý có khả năng là người khác không nhận ra được cái điều này ở bạn à, nhưng mà cái người này họ nhận ra và cái người này mình thấy dường như là họ quan tâm họ muốn rất là ấu muốn gần gũi bên bạn à, và mình thấy cái dường như khi ở bên bạn cái người này họ dẹp bỏ được cái vấn đề gọi là gây góc của mình hoặc là họ rất là có khả năng họ cũng hơi nóng tính nhưng mà khi gặp bạn có thể là năng là bạn khiến cho cái người này trở nên nhẹ nhàng nhỏ nhẹ và có sự gọi là ân cần nhường nhịn uhm, họ rất là ngọt ngào với các bạn ha họ thể hiện cái sự dịu dàng với các bạn à, mình thấy là như vậy uhm. và họ cảm thấy um, rất là ấm áp khi ở gần bạn, à, giống như là một cái người bạn đồng hành vậy đó, họ cảm nhận như vậy à, và họ có sự suy nghĩ về bạn rất là nhiều à, và ở đây mình thấy có thể là cái người này họ chân thành thật sự với các bạn, họ um, muốn bắt đầu một cái tình yêu uh, trọn vẹn, một cái tình yêu uh, ngọt ngào với các bạn. Um có thể lúc đầu là các bạn cũng không có quan tâm lắm ha một số bạn nữ đây là lúc đầu bạn có sự tập trung vào cuộc sống và sức khỏe và tiền bạc tài chính của mình thì cái người này họ có sự mở lời tìm hiểu về các bạn đó ừ. và ngoài ra thì có thể là mình thấy cái người này là kiểu mưa dầm thấm lâu á ừ. họ có sự kiên trì ha à, với các bạn chứ họ cũng không có quá gọi là gấp dội hoặc là họ có sự nản chí đâu ừ. và ở đây mình thấy cái người này họ dành cho bạn một cái tình cảm um, giác ngộ <laughs> kiểu vậy cái người này mình thấy dường như là họ đã từng có những cái mối tình mà gọi là tranh cãi mâu thuẫn thì bây giờ khi mà họ gặp bạn giống như là họ đã thay đổi rồi họ rút kinh nghiệm đợt trước rồi bây giờ họ trở nên gọi là điềm tĩnh hơn biết suy si xét hơn cẩn trọng hơn ừ, trong cách ứng xử giao tiếp bởi vì họ cảm nhận ở bạn là một người cũng trưởng thành một người cũng thay đổi trong quá khứ có khả năng các bạn cũng có sự trao đổi qua lại cái người này họ cũng biết bạn có thể bạn cũng nói bạn đã từng hơi gọi là bốc đồng nhưng mà bạn đã thay đổi tốt hơn cái người này họ nhận ra bạn là một người biết suy nghĩ là một người biết gọi là phát triển tốt hơn trưởng thành hơn cân bằng hơn và bạn khiến cho cuộc sống người này trở nên vui vẻ hơn hoặc là đôi khi bạn có khả năng có nhiều điều gì đó khiến cho họ có một cái sự học hỏi ở bạn rất là nhiều và ngoài ra người này có thể họ sẽ muốn gọi điện nhắn tin uh, có sự tấn công tới các bạn uh, bởi vì họ không muốn gọi là đánh mất một cái người như bạn ha, mình thấy là như vậy uh, ở đây mình thấy họ có sự đánh giá cao về các bạn đó uh, cái người này là một người họ giỏi giang mà họ là một người khả năng là một uh, cấp cao một người có địa vị đó, cho nên là họ sẽ đánh giá ở bước ban đầu và có khả năng những cái lời đánh giá của họ toàn là những cái lời gọi là tốt đẹp dành cho bạn thôi mà họ đánh giá rất là đúng chuẩn xác về các bạn luôn cho nên đôi khi bạn cũng bị bất ngờ về cái người này nha ừ. ở đây mình thấy người này là một cái người thiệt tình với các bạn đó họ dốc hết ruột gan có gì là họ sẽ nói với các bạn giống như ừ họ dự tính kết um, đo với bạn và lên kế hoạch từ sắp tới mình sẽ hẹn hò ra sao rồi đi du lịch như thế nào rồi kết nối ra sao kiểu vậy người này là có gì là họ sẽ nói với các bạn họ sẽ có một cái sự rõ ràng với các bạn ha lên một cái lịch trình luôn chứ họ không có phải là mập mờ mù mờ đâu họ nói thẳng ừ. Và ngoài ra có thể là cái người này họ sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc, tự hào Bởi vì họ chiến thắng được những người khác Họ biết bạn là người rất là nhiều người theo đuổi á, Cho nên mình thấy họ cảm thấy rất hạnh phúc khi mà có được bạn Họ cảm thấy giống như là một cái chiến lợi phẩm, một cái điều tuyệt vời á. Ừ. Khi mà họ có được các bạn, á, mình thấy là như vậy Hoặc là họ khiến cho bạn có một cái sự đồng ý Có à, thể là bạn lúc đầu cũng hơi gọi là gây co gây gây cứng hoặc là có thể bạn cũng không có giỏi vàng hấp tấp nhưng mà cái người này họ có sự cảm hóa được các bạn ha kiểu vậy cho nên họ cảm thấy rất là vui rất là phấn chấn bởi vì bạn có sự đồng ý có sự hẹn hò với nhau kiểu vậy rồi để mình xem đối với những bạn mang năng lượng nam xem trả bài thì bất ngờ tình yêu đến với bạn là ai thì mình thấy cái đối tượng này là một người rất là siêng năng mạnh mẽ cứng cỏ dù cho cuộc sống có khó khăn như thế nào nó cũng không thể nào gọi là đánh quật được cái người này cái người này là người thích ở một mình nhiều hơn họ đôi khi có khả năng là một người hơi cổ điển hoặc là hơi già dặn hoặc là kiểu như là một người trưởng thành hơn những cái người bạn cùng lứa tuổi đó họ hay tên thích tìm kiếm những chân lý cuộc sống hoặc là một người có một cái sự tu tập một cái linh hồn cổ đã có rất là nhiều kinh nghiệm ha hoặc là đôi khi người này rất là thông thái là một cái vị quân sư của những người bạn của họ hoặc là ai đó đang gọi là bế tắc gì đó thì có thể là cái người này sẽ là cái người giúp cho người đó quá giải ha những cái vấn đề cản trở hoặc là gây cho họ cái sự thắc mắc người này họ rất là tượng tôn pháp luật ừ. họ là một người sống và làm theo pháp luật <laughs> kiểu vậy họ rất là lý trí, rất là trung thủy, rất là thật lòng, rất là sòng phẳng, không có thích nợ nần người khác. và đây cũng là một người thường suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới hành động, mới quyết định nha. người này thì mình thấy có thể là họ cũng rất là có một cái kết nối cộng đồng rồi mạnh rộng rãi hoặc là đây là một người cũng có rất là nhiều người bạn. Ừ. hoặc là ở đây mình thấy có khả năng là cái người này họ được rất là nhiều người yêu quý. Ha. nhưng mà bạn bè có khả năng cái người này họ có sự chọn lọc và đôi khi họ cũng không có nhiều bạn lắm, hoặc là chỉ bạn của họ thì có khả năng đếm ở đầu ngón tay thôi. Ừ. Và ở đây thì mình thấy khả năng là cái người này, họ là một người cũng thích có những cái buổi tiệc ha, quay quần hội tụ bên gia đình người thân. À, người này á thì mình thấy họ thích ở gần những cái người mà yêu thương, quý trọng hoặc là những cái người cùng cái đồng điệu với họ. Ừ. Thì họ rất là thích còn ở một cái môi trường mà gọi là ồn ào phức tạp hoặc ở gần những cái người không cùng đồng điệu với người này họ cảm thấy rất là khó chịu và họ thích ở một mình nhiều hơn ừ. người này rất là ghét cái câu chuyện tình yêu tay ba nha à, ở đây thì mình thấy đây là một người họ à, có một cái sự gọi là được hướng dẫn À, và hướng dẫn để có thể tạo được cái thành công hoặc là đi đến được cái đích đến của mình hoặc là cái mục tiêu và đích đến của họ đó chính là hạnh phúc họ muốn có được hạnh phúc trong cuộc sống họ luôn mong muốn mọi người cũng được hạnh phúc và đây là một người đã được cái sự thức tỉnh trái tim của họ có sự gọi là biết cân bằng hoặc là biết suy nghĩ hoặc là đã từng yêu đã từng trải qua những tổn thương và họ đã có sự gọi là giác ngộ rồi họ có sự cân bằng với sự cho đi và nhận lại trong tình cảm À, người này thì nói chung là họ là một người biết gọi là phải hiện chính mình, con người thật của mình, biết vươn ra khỏi cái bóng tối và trở nên sáng láng. À, họ là một người biết quản lý ha, và có khả năng lãnh đạo rất là tốt, là tấm gương của người khác nói theo. À, họ nói được, làm được nha. Và đây cũng là một người khá là xinh đẹp và có rất là nhiều người bị thu hút bởi họ. Người này là một người rất là độc lập à, và đây là một người được vũ trụ ưu ái, ha, à, có sự kết nối vũ trụ rất là mạnh mẽ, hoặc là họ hay cầu xin ơn trên để ban đến cho họ cái sự bảo vệ, sự an toàn, hoặc là họ có một cái tình yêu thương rất là nhiều đối với ơn trên, với thần thánh. Ở đây mình thấy cái người này họ có cái sự gọi là ân cần tình cảm với các bạn người này họ là một người họ cho bạn một cái tình yêu thật lòng bởi vì mình thấy bạn là cái người đem đến cho họ cái cảm xúc à, và ngoài ra ở đây mình thấy các bạn có sự tìm hiểu lẫn nhau thì cái người này họ biết được rằng bạn là một người giỏi giang hoặc là bạn là một người có khả năng tạo nên một cuộc sống tốt đẹp nói chung bạn đáp ứng đầy đủ những cái tiêu chuẩn của họ luôn cho nên họ cảm thấy cũng rất là mừng mừng vì gặp được một cái đối tượng tri kỷ phù hợp ha người này có sự chọn lọc nha chứ không phải là ai họ cũng cho tình yêu đâu Ừ. Ở đây một số bạn có khả năng là chưa có gặp mặt nhau um, Có thể một số bạn yêu xa rất là đông ở đây Và người này đã từng ở trong một cái vướng mắt trong tình cảm cũ Và chưa có thể thoát ra Nhưng mà khi mà bạn đến dường như bạn cũng có một cái sự giúp cho họ giải phóng Hoặc là họ giúp cho bạn giải phóng được cái vấn đề cũ Hoặc là hai người có sự giải phóng sự cô đơn của nhau Và có thể hai bạn có những cái lời đề nghị đi chơi du lịch Hoặc là um, bắt đầu uh, có một khởi đầu mới uh, trong cái mối quan hệ tình cảm này giúp cho cả hai người đều cảm thấy sáng láng hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn Không có còn bị mắc kẹt ở quá khứ nữa Người này có khả năng họ cũng chưa biết cái mối quan hệ này nó sẽ tiến triển như thế nào Nhưng mà họ có một cái trạng thái xuôi dòng Chứ họ không có còn quá kiểm soát như quá khứ nữa ha ở đây thì mình thấy bạn á, là một cái, cái người khiến cho họ cảm thấy an toàn là thứ nhất là bạn là người chủ động thứ hai là bạn là một người hứa được nói được làm được và có thể là bạn là một người trong mối quan hệ này là bạn phải chủ động nhiều bởi vì cái người này là một người kiểu thích trâu đi tìm cọc không có thích cọc đi tìm trâu cho nên cái sự chủ động cái sự nhiệt tình sự chân thành của bạn uh, khiến cho cái người này họ bị cảm động và họ cũng uh, Mong muốn là tình yêu này sẽ có sự gọi là phát triển nhanh à, Đến cái giai đoạn gọi là sinh soi, nảy nở và tươi vui ha Và cái người này họ cũng à, hy vọng á, Có khả năng là đã từng gặp rất là nhiều người xa Thì cũng hy vọng rằng bạn chính là cái định mệnh Là cái người mà họ đang mong cầu Và ở đây mình thấy họ sẽ yêu bạn với một cái trạng thái Như là những người bạn chia sẻ với nhau thấu hiểu nhau, chân thành với nhau Ở trạng thái của sự cân bằng Không gây gỗ, không đôi co, không gây hấn Ừm bạn ân cần với họ ân cần với bạn và có thể là họ cũng sẵn sàng nói chuyện và họ có sự gọi là trân trọng và ngưỡng mộ các bạn có thể là đối với người này họ họ nghĩ rằng bạn là một người rất là đẹp trai thông minh giỏi giang có tài lãnh đạo tốt dững dàng trong cuộc sống và người này có khả năng là um, cảm thấy có sự đồng điệu với các bạn ha. giống như là những cái người bạn tinh thần với nhau gặp được nhau là cảm thấy rất là quý um, cảm thấy họ cảm thấy khá là may mắn khi mà gặp được các bạn đó rất là khó để có thể tìm được một cái người đồng điệu nha Cho nên là khi gặp được bạn là cái người này họ cảm thấy um, Những cái sự gọi là uh, khó khăn hoặc là tổn thương trong quá khứ Đều xứng đáng um, uh, Khi mà gặp được đúng người đúng lúc ha kiểu vậy Getting to know each other nè Các bạn sẽ có những khoảng thời gian tìm hiểu về nhau um, sâu sắc ha có khả năng các bạn có sự gọi là nghiêm túc nha nghiêm túc trong cái việc tìm hiểu về nhau à, và các bạn được khuyến khích hãy tiết lộ những cái um, điều bạn mong muốn trong tình yêu ha hoặc là những cái khát khao hy vọng của bạn là gì ừ, hãy có tìm hiểu thật là kỹ thật là rõ để mình không có bị hớ ở đây mình thấy có một số bạn nữ ở đây là bị cái chứng phụ thuộc cảm xúc Nếu như bạn đã bị cái chứng này và các bạn đã gặp phải những cái tình yêu Mà do cái chứng bệnh này khiến cho mối quan hệ của bạn không bao giờ gọi là phát triển Thì các bạn nữ nên gọi là khắc phục đi Bởi vì cái người này xứng đáng để bạn đầu tư thời gian Và cái sự chờ đợi của bạn là đáng giá à, Đây là một người xứng đáng để các bạn chờ đợi Và cái thời điểm thiên liên đến thì họ sẽ tiến vào cuộc sống của các bạn à, Và cái tình yêu này các bạn có sự nghiện ngập ở nhau tình yêu này khá là lãng mạn nhưng mà hãy giữ cân bằng thì nó sẽ tốt hơn à. và ngoài ra thì mình thấy là bất ngờ thì cái thời gian uh, sắp tới thôi trong thời gian ngắn nhất thôi bạn sẽ gặp thôi ừ. bởi vì có mình có cảm nhận được một cái luồng không khí Giận uh, đào hoa bất ngờ đang ập vào các bạn đó ừ. đối với những bạn có cái nguồn năng lượng liên kết với cái trả bài này nha Rồi để mình xem cung hoàng đạo nổi bật cho các bạn hay là của bạn của người đó. Cung hoàng đạo nổi bật cho các bạn hay là của bạn của người đó. Bò cạp. Thiên bình. Sông ngư. Bạch dương. Cự giải. Sư tử. Ở đây mình thấy các bạn nữ, các bạn càng tập trung vào công việc, vào cái sự độc lập riêng của mình Bạn không có phụ thuộc ai, bạn có sự tự tin là chính mình ừ, Thì bạn càng đẹp, càng thu hút, càng uh, quyến rũ đối phương Và đối phương khó có thể thoát khỏi cái vòng quay của các bạn lắm <laughs> uh, Chữ cá trong tên, chữ giờ hoặc đờ. Chữ L Chữ H Chữ U A E Cờ y ngắn chay r tờ Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha Xin chào các bạn Hai, xin chào các bạn tụ 2 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 Để xem coi bất ngờ tình yêu đến với bạn là ai và đây những trao bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 đang có rất là nhiều sự lựa chọn trong tình cảm ha. Hoặc là các bạn có khả năng là à, đã từng có nhiều tình yêu nhưng mà không đi đến đâu hết. Toàn là bị gọi là phù bạc hoặc là rùng rẫy hoặc là rùng bỏ thôi hoặc là tập toàn là gặp những cái người là lừa đảo lợi dụng thôi mình thấy là như vậy và mình thấy các bạn là những người có những nỗi niềm riêng ha một số bạn có khả năng là, là các bạn rất là mong muốn có một cái tình yêu đẹp là rất là mong muốn gọi là có một cái sự gọi là đổi mới trong cuộc sống của mình có thể là bạn cũng đã độc thân khá là lâu rồi và có thể cũng hay bị người khác nói tới nói lui vấn đề độc thân của mình uhm. một số bạn ở đây thì mình thấy thể là bạn là một người cũng rất là kiên vững Luôn giữ cho mình một cái sự khí khái và không có để bản thân bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những cái sự tiêu cực hoặc là những người gọi là đánh giá phán xét về các bạn bề ngoài thì như vậy thôi nhưng mà bạn cũng là một người có một cái trái tim yếu đuối đôi khi có khả năng một số bạn hay khóc một mình tổn thương cảm thấy um, tuổi thân ừ. à, các bạn đã có những mất mát những tổn hại trong tình cảm rồi các bạn rất là đau đớn rất là nghiệt ngã rất là nhức nhói thậm chí có một số bạn ở đây có tới 3 mối tình mà không cũng không có được đi đến đâu cả và có khả năng những cái mối tình của bạn chia tay là do uh, có những cái sự nghi ngờ nhau về cái sự gọi không chung thủy hoặc là tranh cãi mâu thuẫn hiểu lầm vân vân và nó để lại cho bạn rất là nhiều những cái ấm ức những cái nỗi buồn những cái đau đớn Và uh, những cái bài học à. tuy nhiên thì mình thấy các bạn cũng là một người kiểu uh, biết vực dậy bản thân vực dậy tinh thần sau những cái biến cố à, các bạn cũng không có để bản thân của mình bị lùi bước quá nhiều uhm và mình thấy có thể là các bạn thích ở yên không có thích gọi là đến những nơi đông người thích ở một mình thôi và đôi khi bạn có sự che giấu cái nỗi buồn không có thích tâm sự với bất kỳ ai và cũng rất là không có muốn bất kỳ ai biết về câu chuyện các bạn ha kiểu vậy các bạn có sự gặm nhắm một mình thậm chí một số bạn chỉ tâm sự với người lạ ha chứ không bao giờ tâm sự với cái người thân cả thậm chí có một số bạn ở đây mình thấy các bạn kiểu như là không có tin tưởng được bất kỳ ai hết, à, các bạn cảm thấy rất là đơn coi và giá lạnh trong cuộc sống, thì mình thấy các bạn không hề cô đơn, các bạn luôn được ơn trên bảo vệ, hỗ trợ cho các bạn. Những cái mối tình đã qua các bạn nó chỉ giúp cho bạn có thêm những bài học để bạn có thể trưởng thành giác ngộ, ha, để biết yêu đúng cách, gặp đúng người thôi. Cho nên cũng không cần phải quá chán nạn. Rồi để mình xem coi bất ngờ tình yêu đến với bạn là ai. Đây là một người rất là siêng năng cần mẫn trong công việc, rất là chăm chỉ nhiệt tình, rất là tỉ mỉ và khéo tay. Có khả năng họ làm chung với đội nhóm hoặc là với một cái tổ chức nào đó. Và người này là một người cũng biết lên kế hoạch, đề ra cái sự chiến lược hoặc là có những cái sự tỉ mỉ, cầu toàn. Người này cũng rất là cô đơn nha thấy có thể là trong cuộc sống của họ thì họ cũng có rất là nhiều sự lựa chọn giống như bạn nhưng mà luôn tìm kiếm người phù hợp nhưng mà không có tìm được á cho nên người này họ cũng cảm thấy ở một mình thì nó sẽ khỏe hơn à, còn hơn kết nối với một ai đó mà không có thật lòng ha kiểu vậy người này lý trí khôn ngoan tỉnh táo và cũng đã trải qua rất là nhiều những giai đoạn khó khăn rồi cho nên họ cũng biết cách nhìn người nha người này thì nói chung có sự độc lập tự tin rất là yêu thương động vật môi trường và ngoài ra thì họ cũng là một người có một cái đôi mắt rất là tinh xảo. à, rất là sắc bén sắc sảo à, có khả năng nhìn thấu lòng người có khả năng đọc dị người khác à, và có khả năng cái người này họ biết xem tướng rồi đó ừ. người này nói chung là họ là một người hướng về gia đình một người cũng truyền thống rất là yêu thương gia đình và cha mẹ họ cũng rất là muốn gọi là xây dựng gia đình muốn kết hôn nha ừ. muốn tìm được một cái người gọi là tiến đến hôn nhân vững bền vững chắc Và ở đây thì mình thấy có thể là cái người này họ là một người không có quá cái sự gọi là yêu cầu cao về đối phương của mình nhưng mà chỉ cần một cái người mà gọi là đồng điệu hòa điệu với họ rồi biết quan tâm gia đình chung thủy có cái sự gọi là thật lòng thật dạ và có sự gọi là khẳng khái và có sự cá tính và lý trí cũng như có sự khôn ngoan và thông minh thì nói chung họ nghĩ đó là không có nhiều <laughs> nhưng mà mình thấy hải lan là cái người này họ nghĩ rằng họ sẽ tìm được ha mình thấy là như vậy người này dường như họ thích ở gần cây cối hoa lá cây cảnh hơn thích ở miền quê hơn ừ. rồi để mình xem coi đối với những bạn mang năng lượng nữ xem trai bài thì bất ngờ tình yêu đến với bạn là ai thì các bạn nữ xem trai bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem trai bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha đây là một người rất là cứng cỏi kiên nhẫn và kiên trì người này có rất là nhiều cái bài học trong cuộc sống hoặc có nhiều cái chứa ngày vật hoặc có nhiều cái công việc cần phải giải quyết lắm ừ. người này có thể cũng hay chăm tập thể dục thể hình rồi đó cũng có cái dốc dốc người gọi là nhìn rất là manly ha cũng có cái um, cơ bắp rồi đó ừ. à, đây là một người cũng hay đi đây đi đó nhiều thích đi du lịch thích khám phá cuộc sống hoặc là hay học hỏi hoặc là làm công việc mang tính quốc tế hoặc là cái người này mình thấy họ cũng biết lên kế hoạch đường hướng cho cuộc sống cho công việc của mình có khả năng họ làm trong những lĩnh vực mà liên quan đến một cái sự gọi là cố vấn quân sư hoặc là đề ra chiến lược kế sách rồi đó vân vân và ở đây cuộc sống họ cũng có rất là nhiều những sự cạnh tranh những sự đấu đá những sự gắt gao khó khăn nhưng mà mình thấy thể là họ cũng có được cái thành tựu và ngoài ra người này dường như là cuộc sống của họ luôn cần có thời gian nghỉ ngơi đó bởi vì người này họ rất là mệt mỏi công việc rất là tồn động hoặc là họ luôn phải giải quyết làm việc bằng trí não cho nên là họ cần rất là cần những giấc ngủ và ở đây mình thấy như mình nói cái người này là một người hướng về gia đình hoặc là họ xuất thân từ một gia đình cũng có truyền thống hoặc một gia đình cũng có một cái sự gọi là dồi giàu về mặt vật chất trù phú hoặc là một gia đình kiểu như là có học thức rồi đó à, và có thể là ba mẹ họ cũng khá là lớn tuổi nha ừ. hoặc khi mà khi mà bạn gặp cái người này là cái người này họ thực sự muốn lập gia đình rồi cái độ tuổi cũng khá là cao rồi à, cũng muốn gọi là tiến đến hôn nhân ừ. muốn có con đây mình thấy người này là họ nhìn khuôn mặt rất là khí khái nhìn rất là thẳng rất là kiểu một người trung thực đáng tin cậy đó đôi mắt sáng ha à, mũi cao à, nhìn khuôn mặt rất là điềm tĩnh và có sự à, thông minh à, sáng suốt người này được thiên thần Michael bảo vệ ha họ là một người có thể là cũng có đạo hoặc là tin tưởng vào thiên đường tin tưởng vào các thiên thần à, và ở bên người này bạn sẽ có cảm giác được an toàn đó người này nhìn vô khuôn mặt rất là thật và ở đây mình thấy có thể là họ cũng là một người tin tưởng vào vũ trụ hoặc là một người có sự khôn ngoan à, họ thích bảo vệ những người mình yêu thương à, và cũng biết lan tỏa tình yêu thương ừ. và đối tượng này mình thấy họ cũng là một cái bậc thầy về cái sự thức tỉnh khả năng họ đã trải qua những cái giai đoạn khó khăn trong cái câu chuyện tình cảm ừ, quá khứ hoặc là trong công việc gì đó thì họ cũng có rất là nhiều những bài học những kinh nghiệm để chia sẻ để cho đi à họ có rất là nhiều điều để có thể chia sẻ cho mọi người nha, họ sẵn lòng làm cái điều đó ừ. người này mình thấy dường như khi mà gặp bạn giống như là họ cũng được thôi thúc, thôi thúc à, muốn tiếp xúc, muốn tương tác, muốn kết nối với các bạn nha à, và đây là một người họ tin tưởng vào chính mình, họ biết thể hiện bản sắc dân tộc, bản sắc của bản thân mình biết vương ra ánh sáng ha ừ. người này đã từng ở trong bóng tối trường trong cái thử thách khó khăn nhưng mà cái người này họ có cái sự cứng cỏ có sức mạnh bên trong nội lực rất là cao ừ. và đây cũng là một người họ có quyền năng có sức mạnh và họ có khả năng là soi sụp ngọn lửa um, nhiệt tình hoặc là phấn đấu để có thể đạt đến cái thành tựu người này họ đến khi mà các bạn đang gọi là đầu tư thời gian công sức vào tập trung vào công việc hoặc là vào cái uh, sự yên bình cho cuộc sống các bạn vào cái vẻ đẹp của các bạn ừ. thì họ xuất hiện ha ở đây mình thấy có tới hai đối tượng <laughs> cho các bạn gọi là tha hồ lựa chọn nha ừ. hoặc là cái người này là một người có hai tính cách đó ừ. người này mang nguồn năng lượng khi mà tiếp xúc với bạn họ nhìn họ rất là trẻ trung trẻ hơn tuổi rất là nhiều yeah. ở đây mình thấy người này họ có tình cảm với bạn nha họ có khả năng là nhận nhận xét ở bạn có vui vẻ ban đầu bạn là người rất là siêng năng rất là chăm chỉ làm việc bạn xinh đẹp như một đóa hoa gì đó đóa hoa trong vườn nở rộ gì đó à, bạn rất là thực tế và cái người này họ muốn đầu tư nghiêm túc ha, kết nối tình cảm đầu tư thời gian với các bạn à, và cái người này họ xem bạn là một cái viên ngọc quý hoặc là ánh sáng mặt trời họ cảm thấy bạn là cái điều gì đó rất là khác biệt so với người khác thậm chí người này họ cảm nhận gặp được bạn giống như là một cái người trong gia đình vậy đó, thấy rất là quen. À, cái người này họ yêu bạn thật lòng có khả năng là lúc đầu hơi khô khan chưa có quá nhiều cảm xúc nhưng mà từ từ cái người này họ sẽ thể hiện tình cảm cho bạn. Ừ. Họ chủ động với các bạn và chủ động một cách nhẹ nhàng, êm ái chứ không gọi là bảo táp phong ba với các bạn. À, họ rất là tinh tế lịch sự trong việc gọi là tiếp xúc, kết nối các bạn họ tỏ ra cho bạn biết được họ là một người an toàn một người dưỡng chắc một cái người gọi là xứng đáng là trụ cột gia đình à, họ rất là mạnh mẽ và bình tĩnh họ rất là nghiêm túc và lịch sự rất là chín chắn khi mà kết nối các bạn chứ không phải là có sự suồng xả rồi đủ hứa gọi là nói ra những cái điều không hay hoặc là bất lịch sự không cái người này rất là lịch sự luôn và đây là một người sống tình cảm ấm áp nhưng mà cũng rất là siêng năng chăm chỉ làm việc là tinh tế kiên nhẫn và kiên trì. Ở đây thì mình thấy khả năng là cái người này họ cũng có sự gọi là quan tâm đến sức khỏe của bạn hoặc là họ cũng rất là mong muốn có được cái tình yêu của bạn, có được cái sự quan tâm của các bạn. Ừ. Họ cảm thấy khi mà gần bạn giống như là một cái người bạn đồng hành vậy đó. Cảm thấy có một cái điều gì đó có sự kết nối giữa hai bên ha, cảm thấy có sự gần gũi và họ muốn đi lâu bền là cái người này mình thấy khả năng là họ cũng có những cái sự dạch ra cái hướng đi uh, trên cái hành trình tình cảm này ừ. họ nghĩ rằng bạn chính là định mệnh của họ hoặc là cái người mà gọi là được ơn trên uh, mang đến họ cảm thấy may mắn khi mà gặp được các bạn đó. họ có những cái dự tính xa hơn có lên cái kế hoạch cho cái mối quan hệ này nha ừ. họ muốn cái tình yêu này sẽ có sự phát triển bền vững nhưng mà có thể là cần thời gian chứ không phải là cái người này quá hấp tấp quá hối thúc và có thể là họ chọn đúng thời điểm thời cơ để có thể um, có những cái thời điểm uh, um, quý giá gì đó giữa hai bên người này có sự kiên nhẫn với các bạn và um, họ có sự cố gắng ha à, ở đây mình thấy có thể là họ cũng rất là kiên trì trong mối quan hệ này họ rất là bận rộn nhưng mà họ cũng sẽ trích thời gian ra để có thể kết nối nói chuyện tâm sự với các bạn um có thể người này sẽ có một cái sự rõ ràng về những gì họ muốn với các bạn trong tình yêu thậm chí cái người này họ còn tính đến câu chuyện đi xa hơn họ tính đến tương lai với các bạn luôn <laughs> mình thấy là như vậy bạn khiến cho trái tim người này có sự rung động và có sự gọi là cùng chung cái tần số cho nên cái người này họ cảm thấy À, rất là dễ để nói chuyện với bạn cảm thấy rất khá là thoải mái với các bạn ha à, cảm thấy cân bằng khi mà được gọi là bên bạn ừ. và họ họ cảm nhận bạn là người rất là đáng yêu là một người rất là ngọt ngào là một người rất là biết chăm sóc người khác biết quan tâm người khác người này chủ yếu là họ hướng về gia đình họ mong muốn có được một cái người có thể chăm sóc yêu thương quan tâm và um, trao cho họ một cái tình cảm chân thành và ấm áp ừ người này mình thấy có nghiêm túc đó nha, có cái sự gọi là tính đến cái tương lai xa và có cái sự bản đồ và tiến đến bên bạn đó, có sự nhìn ngắm các bạn và tính cho câu chuyện tình yêu này nó sẽ như thế nào diễn biến ra sao, họ có sự hơi khá là um, kiểm soát cái tiến trình, <laughs> đấy là như vậy. thậm chí người này có sự đầu tư tài chính nữa đó, đầu tư tài chính thời gian à, với các bạn có cho khả năng là họ sẽ um, rất là thật lòng ở đây nha. Rồi để mình xem coi đối với những bạn mang năng lượng nam xem cho bài thì à, bất ngờ tình yêu đến với bạn là ai đây? Người này là một người họ rất là thích những cái mẫu người thông minh tài cán có khả năng lãnh đạo ha cũng có cái dáng vẻ ương nhìn rồi đó họ thích mẫu người như vậy siêng năng hoặc là giỏi giang trong cách lãnh đạo à, có sự sáng suốt có sự soi nổi trong cuộc sống ừ. à, và có tài ăn nói rồi đó một cái người gọi là dưỡng chắc bởi vì cái người này có thể là Họ cũng ở tầng đó, ha? họ cũng có tầng năng lượng đó Cho nên họ cũng cần gặp một cái người gọi là gió tầng nào gặp may tầng đó vậy. À, người này thì mình thấy cái khả năng họ cũng đạt đến một cái đỉnh cao trong sự nghiệp rồi Hoặc là họ ăn nói rất là hay, à, rất là trôi chạy, rất là hoạt ngôn à, Và họ rất là tỉnh nha Người này cuộc sống của họ có khả năng cũng trải qua rất là thăng trầm Họ tự mình nhiều dương lên trong cuộc sống cho nên họ rất là tỉnh táo, sáng suốt Khôn ngoan, cân bằng, tiết chế và có sự điều độ À, đối tượng này thì mình thấy họ thích ở gần cây cối thiên nhiên hơn. Họ là một người luôn gọi là đấu tranh cho những gì mình muốn ha và cái gì mà họ muốn họ sẽ cố gắng làm cho bằng được và khi mà đã làm được thì sẽ nó đạt đến đỉnh cao. Ừ, thấy là như vậy. Mặc dù họ là mang năng lượng nữ nhưng mà thực sự cái người này họ cực kỳ nam tính luôn đó. Ừ. Ngoài ra thì mình thấy người này đã từng trải qua những tổn thương, những đau đớn, những tổn hại trong tình cảm. À, rất là nhức nhói Có khả năng là khi gặp bạn Họ cũng đang trong cái quá trình của sự chữa lành Người này mình thấy Nếu mà họ có người yêu trước đó Thì họ toàn là có người yêu đẹp trai thôi Đẹp trai, giỏi giang thôi à, Nhưng mà có thể có những sự kết thúc, chia tay Vì những cái điều gọi là khác biệt Hoặc là những cái lời ăn tiếng nói Sự gọi là hiểu lầm rồi đó Người này đã từng trải qua những giai đoạn rất là cô đơn Chống trải uh, giá lạnh uh, Đã từng khó khăn về tài chính Đã từng gọi là thất bại trong tình yêu Đã từng có những vấn đề về bệnh tật rồi đó nói chung cái người này họ gặp đủ điều đủ thứ những cái sự chạm đáy nỗi đau hoặc là những cái sự bất lực trong cuộc sống nhưng mà họ biết dương lên họ biết đấu tranh họ biết gọi là giật dậy nha cái người này có một cái sức mạnh nội lực rất là cao nha có thể khi bạn gặp họ khả năng họ đang ở trong cái trạng thái hơi buồn hoặc là tổn thương hoặc là cảm thấy mình rất là lận đận kiểu vậy cảm thấy có sự trống trải và cô đơn hoặc là họ đang bị bệnh <laughs> người này có tâm từ bi ha có khả năng họ đạo Phật hoặc họ là một người có một cái sự biết quan tâm biết thể hiện lòng rất ẩn họ dù cho cuộc sống nghịch cảnh như thế nào họ luôn chọn tình yêu ha sự yêu thương à, và đây cũng là một người luôn làm những cái điều tích cực cho người khác à, họ luôn hỗ trợ giúp đỡ người khác và cũng được giúp người khác giúp đỡ hỗ trợ và cái người này mình thấy họ có nhiều cái vấn đề về nghiệp quả đó kiểu như là họ có những cái nghiệp nợ trong tình cảm cho nên họ phải trả hết cho nên cái người này hơi lận đận trong tình cảm là như vậy ừ. Và khi gặp bạn có khả năng Họ đã giải quyết được cái nghiệp quả của mình rồi Và họ đang có một cái con đường mới dẫn chỗ cho cái nguồn năng lượng mới ừ. Người này có thể họ cũng yêu màu tím ha Họ là một người có một cái sự gọi là biết Những gì mình làm là đúng Và họ có sự gọi là có trực giác cao ừ. Họ có những bài học quan trọng Luôn được mở ra Người này họ luôn ở trong cái trạng thái gặp phải những cái chu kỳ vòng lập Ừ những cái bài học cũ những cái vòng lập cũ cứ lặp đi lặp lại trong cái câu chuyện tình yêu của người này để họ khi nào mà họ gọi là giải quyết xong thì họ mới có thể trưởng thành được hoặc là họ, họ mới có khả năng có một cái tình yêu tốt đẹp được ừ và có thể khi bạn gặp họ là họ đã ở trong cái giai đoạn cuối cùng rồi giải quyết xong hết rồi và đã trưởng thành hết rồi ha và họ đã giải phóng được những cái nghiệp nợ nghiệp quả rồi mình thấy là như vậy đây là một người mình thấy họ biết vươn lên họ biết vực dậy tinh thần bản thân của mình họ có sự tự hào về cái sức mạnh cứng cỏi của bản thân và đây là một người từng bước một của họ được ơn trên gọi là hướng dẫn và cái người này họ có một cái sự gọi là xuôi theo dòng họ có cái trực giác rất là mạnh mẽ họ có sự kết nối vũ trụ rất là uh, liên kết đây mình thấy có thể là khi mà gặp bạn có khả năng là cái người này họ cảm thấy bạn rất là quen ha à, hoặc là họ cảm thấy bạn là người rất là chân tình là một cái người đồng hành một cái người đem đến cho họ cái tình cảm thực sự à, thích họ thương họ vô điều kiện không có đòi hỏi họ bất cứ điều gì áp lực ha? kể dài Người này họ có tình cảm các bạn, mặc dù có thể là họ cũng không biết là cái cái mối quan hệ này nó sẽ như thế nào, họ cũng không biết là cái tình yêu này nó có có trọn vẹn hay là họ gặp phải tình yêu lận đận như lúc trước nhưng mà cái người này họ vẫn tin, vẫn tin tưởng là sẽ có được hạnh phúc. Cho nên người này họ cũng có tình tình cũng có tình cảm khi mà bạn trao tình cảm cho họ, họ cũng có sự thể hiện uh, sự quan tâm uh, tình cảm với các bạn và cái người này họ có sự lý trí và dứt khoát, quyết đoán và có khả năng là khi mà quen bạn thì họ chỉ kết nối với mình bạn thôi họ chỉ có một cái sự ưu ái hoặc quan tâm đến mình bạn thôi còn những người khác là coi như là à, có cây rồi đó kiểu vậy người này khi mà họ tìm được cái người biết quan tâm họ chân thành với họ à, đồng cảm với họ là cái người này họ sẽ không cần những người khác nữa mà họ chỉ quan tâm tập trung vào các bạn và họ có một cái sự rõ ràng à, thẳng thắn trong cái mối quan hệ này à, họ th thích hoặc là không thích điều gì họ sẽ nói rõ với các bạn ừ. và ở đây mình thấy có thể là cái người này họ nhìn nhận ở bạn là một cái người rất là xứng đáng kiểu như là bạn là một người rất là trung thực làm việc rất là tốt chăm chỉ cần mẫn yêu thương cha mẹ rồi cũng là một người có một cái khả năng gọi là trụ cột gia đình nói chung họ cảm thấy khi khi mà gặp bạn họ cảm thấy bạn rất là an toàn ừ. và người này họ cũng có những cảm xúc đậm đà mãnh liệt với các bạn nha cũng có cũng có cái sự đê mê ở đây và họ cũng có sự gọi là thấy được cái sự hy sinh của bạn hoặc sự cố gắng của bạn trong mối quan hệ này hoặc là có thể là cái người này họ cũng sẽ có sự kiên nhẫn kiên trì cho cái tình yêu này không gian thời gian để phát triển chứ không phải là họ có sự gấp giá gáp ở đây mình thấy có thể là bạn với họ có những cái hẹn ước hoặc là đi du lịch gì đó với nhau và cái người này họ cũng sẽ sắp xếp thời gian hoặc là mong chờ cái hành động của bạn để hai bạn có được những cái phút giây vui vẻ ấm áp hoặc hẹn hò để cái tình yêu này có thể nó tiến xa hơn ừ, chủ yếu là cái người này họ đang tìm chồng à, người này họ có sự đánh giá cao về các bạn đó cho nên họ sẽ cho bạn một cơ hội nha và có được hay không là ăn thua các bạn nữa cái sự nhanh nhẹn các bạn bởi vì cái người này cái sự chờ đợi là có giới hạn à, có thể trong quá khứ họ cũng chờ đợi rất là nhiều mối tình mà không đi đến đâu hết cho nên cái người này họ sẽ um, có sự chọn lựa chọn lọc nhưng mà họ sẽ cho bạn cơ hội met the effort và cái tình yêu này hai bạn có khả năng cũng sẽ phải cố gắng rất là nhiều um, bước từng bước một để có thể gọi là hướng đến cái tình yêu uh, tốt đẹp giữa hai bên và mình thấy các bạn nam thấy bạn nữ rất là dễ thương rất là xinh xắn ha rất là muốn gần gũi, muốn quan tâm, muốn gọi là trao cái niềm yêu thương, sự gắn kết, cái each other Một số bạn là mình thấy có thể là bạn sẽ, hai bạn sẽ có một cái khoảng thời gian tìm hiểu về nhau rất là rõ ràng, kỹ lưỡng. Ừ. thậm chí là ra mắt gia đình, tìm hiểu về gia đình, ha, kỹ càng, kỹ lưỡng. À, và các bạn có khả năng cảm thấy hai người rất là có nhiều điều gọi là uh, giống nhau. vào ừ. wow có một số bạn có khả năng là cái người yêu tiền kiếp tìm về ha hoặc là có thể một số bạn là uh, tình yêu cũ tìm về. Ừ. Người cũ tìm về. Khoảng 60% người cũ ha còn 40% là người mới ha. Và tình yêu này cả hai người đều <laughs> rất là tập trung vào tài chính, sự nghiệp. Ừ. Hai người đều rất là bận rộn và mối quan hệ này bị ảnh hưởng bởi tài chính sự nghiệp không có nhiều thời gian dành cho nhau là do cái vấn đề uh, này ừ. và ở đây thì có thể là mối quan hệ này các bạn cũng nên có những cái sự gọi là tìm hiểu kỹ lưỡng để mình có cách cư xử đúng đắn trong tình cảm uh, để tránh gọi là cãi cọ hoặc là mâu thuẫn với nhau bị bởi vì những cái sự hiểu lầm uh, không đáng ha, kỹ vậy hoặc là một số bạn có khả năng được uh, bạn bè người thân là mai ừ. một cái sự khởi đầu mới một cái sự ngọn lửa nhiệt tình và hạnh phúc hơn hoặc là có một cái sự phát triển rạng rỡ hơn nở hoa hơn trong cái mối quan hệ này ừ. ở đây thì nói chung mà tùy theo các bạn có người mới lẫn người cũ luôn a à, có một số bạn như mình nói có hai người cho nên có thể một số bạn sẽ người mới và người cũ luôn nha và cái quyền lựa chọn ở các bạn Đặc biệt các bạn nữ mình thấy có hai người, hai đối tượng lực à, Để mình xem cung hoàng đạo nó bật cho các bạn hay là của bạn hoặc của người đó Hoặc có khả năng một số bạn là một người mới hoàn toàn Nhưng mà khi mà gặp nhau các bạn cảm thấy rất là quen Một cái người tiền kiếp trở về tìm về các bạn ừ. Và hai bạn đã có một cái mối tình rất là gắn kết, ngọt ngào trong cái tiếp trước mình thấy như vậy nha có một số bạn là như vậy nên là khi mà gặp nhau là cái người mang năng lượng nam sẽ cảm thấy vô cùng bị đam mê bị cuốn hút bị hừng hực bị gọi là sao lại bị uh, thu hút bởi cái người này quá mạnh mẽ đó kiểu vậy họ đôi khi cũng không có thể gọi là giải giả thích được cái vấn đề này à, tại sao là bị uh, cuốn hút mạnh mẽ như vậy và tại sao cái người này lại quen thuộc đó như vậy cái cảm giác rất là ấm áp à, song ngư Market, sư tử kim ngưu thiên bình rồi chữ cái trong tên b phở tờ uh, x y ngắn f k uh, bờ khuya y dài và chay rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ ba bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ ba để xem coi um, bất ngờ tình yêu đến với bạn là ai và đây những trao bài chung hay nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người rất là nhiệt tình, soi nổi hoặc là một số bạn có thể là các bạn đang nắm bắt một cái điều gì đó mới trong cuộc sống của mình, có những dự định kế hoạch gì đó mới. Dạo gần đây các bạn có xu hướng tiết kiệm tài chính hơn, không có dám tiêu xài nhiều Hoặc là bạn đang lo lắng vấn đề tiền bạc Các bạn đang tìm kiếm những cơ hội để gọi là phát triển gia tăng thu nhập à, Một số bạn có thể là dạo gần đây các bạn hay có những cái sự đấu tranh tâm lý à, Rất là muốn mua nhiều thứ nhưng mà có sự gọi là lý trí ngăn cản lại <laughs> Chỉ mua những gì phù hợp thôi Hoặc là dạo gần đây có một cái nguồn năng lượng của sự gọi là khó chịu, nóng nảy, bực bội Tranh cãi, mâu thuẫn nó diễn ra xung quanh cuộc sống của các bạn thì các bạn được khuyến khích hãy tiết chế và điều độ hơn ha. Một số bạn trong tình yêu thường hay tranh cãi trong quá khứ thường có những cái mối quan hệ tranh cãi mâu thuẫn khác biệt và nó chẳng đi đến đâu hết. và bạn là một người có khuynh hướng gọi là khó khá là kiểm soát tình cảm hoặc là có khuynh hướng mong muốn tình yêu của mình luôn ổn định và vững chắc an toàn. À, một số bạn ở đây thì các bạn là những người có một cuộc sống cũng khá đủ đầy dư giả thoải mái về tiền tài rồi hoặc là một người cũng rất là biết ăn ngon mặc đẹp hoặc là biết gọi là um, tập trung vào bản thân ha cũng là một người biết tích trữ của cải đó dường như dạo gần đây các bạn hơi bị thất vọng cái điều gì đó hoặc là chán nản về cái tình huống nào đó hoặc là một số bạn đang bị bệnh sức khỏe không được tốt à, hoặc là đang lo lắng về vấn đề tiền bạc của mình đang có những cái thất vọng về tài chính hoặc là thất vọng trong tình yêu hoặc đã từng có những mối quan hệ rất là độc hại tu xiết tình yêu non nớt hoặc là hơi trẻ con hoặc là không đi đến đâu nó khiến cho bạn cảm thấy rất là bị dày vò hoặc là cảm thấy vô cùng nghiệt ngã ha ừ. và có thể trong những mối quan hệ các bạn thường hay có những mâu thuẫn và có những cái sự nóng tính không ai nhường nhịn ai và nó diễn ra một cách gọi là căng thẳng và không có được cái uh, sự hòa giải ừ. mình thấy là như vậy. rồi để mình xem à một số bạn ở đây đang bị thiếu nước này cho nên là uống nước nhiều hơn ha. Có thể một số bạn đang cảm thấy nóng trong người rác cổ họng rồi đó cho nên là uống nước và có những cái cách nào đó để giúp cho mình mát hơn ừ. có thể là uống nước dừa hoặc là ăn đu đủ uống rau má gì đó để cho cơ thể mình nó có sự gọi là uh, mát mẻ trở lại ừ. rồi à, tình yêu bất ngờ bất ngờ tình yêu đang đến với bạn họ là ai Đây là một người có một sự cân bằng hài hòa nhẹ nhàng và có một cái tinh thần của sự gọi là điềm tĩnh À, có trách nhiệm trong cuộc sống và và cái người này với bạn có thể là chưa gặp mặt được nhau hoặc là quen nhau có thể là qua trang mạng chẳng hạn và cái người này mình thấy cuộc sống họ cũng là một người rất là biết tính toán cân nhắc kỹ lưỡng mới hành động nha. Người này thì có khả năng đã từng tổn thương đau thương nhức nhối gì đó trong chuyện tình cảm rồi và họ đã từng bị những bất lực trong tình yêu hoặc là trong cuộc sống của họ cũng hay bị người khác đâm lén sau lưng đó. Ừ người này mình thấy họ là một người rất là soi nổi nhiệt tình và luôn hứng khởi tiến về phía trước. À. Và ngoài ra mình thấy người này cuộc sống họ không có dễ dàng đâu ha, họ cứ gọi là gặp phải những cái vấn đề khó khăn, à, họ có khả năng trải qua rất là nhiều những cái biến cố, những cái sự kiện gọi là đổ vỡ hoặc là tổn thương. À. Tuy nhiên cái người này là một người mang nguồn năng lượng chữa lành rất là cao, bởi vì họ có khả năng vượt qua à, biến cố, à, nghịch cảnh và biết gọi là vực dậy bản thân tinh thần của mình. Ừ. Rồi để mình xem coi đối với những bạn mang năng lượng nữ xem trả bài thì uh, bất ngờ tình yêu đến với bạn họ là ai thì các bạn nữ xem trả bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem trả bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha. đây là một người họ có khả năng kiến tạo một người có khả năng gọi là tạo nên những thành công thành tựu trong cuộc sống người này mình thấy có thể là họ đúng là một người thông minh nhiệt quyết giỏi giang và có tài thao lược và đây là một người đã muốn thì sẽ cố gắng làm cho bằng được hoặc đây là một người cũng có khả năng tin vào tiên tri tin vào cái sự dự đoán cho tương lai hoặc họ cũng có khả năng dự đoán có trực giác cao người này họ rất là thương mẹ của họ là một người rất là yêu môi trường à, hoặc là một người mang cái nguồn năng lượng của sự bảo bọc che chở dung dưỡng hoặc là chăm sóc mọi người ừ. và ở đây mình thấy họ đã từng trải qua tổn thương mất mát có khả năng có một số bạn là cái người này họ đã từng đổ vỡ trong hôn nhân đã từng ly dị hoặc là à, đã từng có những cái sự mất mát trong gia đình của họ đó ừ người này có thể họ có rất là nhiều sự lựa chọn hoặc họ có rất là nhiều những cái bằng khen hoặc có những cái chiến tích gì đó trong cái sự nghiệp của họ nha à, và đây là một người họ cũng có những cái hoài bão những cái ước mơ trong cuộc sống và họ muốn thì họ sẽ có khả năng đạt được nói chung là như vậy và người này thì nói chung là họ cũng à, có thể là họ có nhiều bằng cấp nè hoặc họ có khả năng có nhiều cái cúp người này có thể hơi ít tóc nha và nhìn khuôn mặt rất là cổ điển hoặc là nhìn rất là ra vẻ của một cái người trí thức một cái người gọi là có sự nghiêm túc à, ở đây ở ngoài lề còn có một số bạn <laughs> bạn nữ tự nhiên các bạn lại có cảm giác yêu mẹ mình rất là nhiều yêu ba mẹ mình rất là nhiều ha à, thấy có một cái thông điệp như vậy đối tượng này thì mình thấy họ là một người biết thể hiện tài năng của mình những khả năng mà họ có thì họ luôn có sự gọi là thể hiện đó họ có rất là nhiều kỹ năng tài năng rồi phát triển không có ngại thể hiện bản thân và đây là một người có một sự quan tâm đến người khác có lòng trắc ẩn và họ luôn chọn cái sự yêu thương để có thể quá giải những cái ngăn cản hoặc là những cái sự gọi là hiểu lầm không tha thứ À, họ luôn làm những cái điều tốt đẹp tích cực đúng đắn cho mọi người à, họ luôn muốn tương trợ giúp đỡ mọi người và ở đây đối tượng này thì có thể họ cũng có rất là nhiều đam mê sự nhiệt tình sự phấn khởi có nhiều tham vọng hoặc đây cũng là một người à, họ có một cái sự à, nhạy cảm à, có sự đam mê chuyện tình ái cũng khá là cao và người này thì họ có một sự biết vươn lên trong cuộc sống ừ. họ là một người à, có khả năng cũng thích uh, khiêu vũ hoặc là có sự um, uyển chuyển ha uh, hoặc là cũng hay tập thể dục đồ đó vân vân Họ là một người có một sự bước đi từng bước một uh, để thực hiện cái tiến trình của mình ừ. họ có sự chấp nhận tình huống và có sự gọi là thích nghi với mọi thứ uh, và linh hoạt với mọi thứ uh, đây là một người có sự tập trung vào những mong ước những cái khao những đam mê của mình uh, và họ có khả năng vượt qua những thử thách trong cuộc sống của mình dễ dàng người này họ dành cho bạn một cái tình yêu rất là nồng nàn, một tình yêu hòa bình, một cái tình yêu mới ấm áp và có sự rõ ràng ha, minh bạch công khai với họ không có thích giấu giếm ha, họ sẽ có một cái sự rõ ràng với bạn ngay từ ban đầu luôn, để biết bạn có thực sự có cảm tình với họ hay không và cái người này mình thấy thể là họ cũng làm cho bạn vui, bạn hạnh phúc và họ có sự phấn đấu, có sự quyết tâm để có được các bạn đó họ là một người đến giúp cho bạn có sự cân bằng cái người này mình thấy họ có sự đồng điệu với bạn về suy nghĩ về lối sống ha và tình cảm họ dành cho bạn có khả năng là đôi khi cũng có sự kìm hãm bớt nói chung họ yêu rất là nhiều nhưng họ cũng có sự kìm hãm bớt hoặc đôi khi cũng khó có thể thể hiện hết tất cả những cảm xúc của mình cho bạn hiểu và họ có sự thấu hiểu các bạn và họ cái người này đến cuộc sống của bạn góp phần giống như là người thầy tinh thần người một người bạn tri kỷ Họ cũng có nhiều dành nhiều thời gian cho cuộc sống Hoặc họ cũng có sự cố gắng cân bằng giữa công việc Và tình cảm với các bạn đó Cũng cố gắng dành thời gian cho các bạn Đây là một cái tình yêu Nhiều bạn là một cái tình yêu mới hoàn toàn Và cái người này họ xem bạn giống như là Một cái sự may mắn, một cái định mệnh gì đó ừ. Và ở đây mình thấy họ cũng có sự cố gắng Hy sinh do, cho các bạn nha Cố gắng hy sinh cho cái mối quan hệ này À nhưng mà trong mối hệ này cái người này họ cũng rất là mong muốn được bạn thấu hiểu bởi vì có thể là đôi khi họ cố gắng hy sinh mà hy sinh quá mức khiến cho họ bị kiệt sức luôn á mà họ không có nói ra những cái mỏi mệt của họ khiến cho bạn đôi khi có sự hiểu lầm cho nên là trong mối hệ này các bạn cần phải tinh tế hơn cái người này họ đánh giá bạn là một người xinh đẹp ha, giỏi giang thông minh uh, nhiệt quyết sexy gợi cảm cuốn hút uh, và có sự gọi là thấu hiểu Ngọt ngào, chiều mến à, Nói chung là bạn là cái người tâm điểm sự chú ý của họ Là trung tâm nỗi nhớ của họ ừ. Tình cảm họ dành cho bạn Có sự chân thành à. Họ cảm thấy bạn là người Gọi là đáp ứng toàn bộ những điều họ muốn Ở một cái người nữ ha, Một cái người yêu vậy đó ừ. Rồi để mình xem Đối với những bạn Mang năng lượng nam sang trái bài Thì bất ngờ tình yêu đến với bạn là ai người này là một người biết nhìn xa trông rộng, biết suy nghĩ, biết tìm tòi hướng đi cho cuộc sống của mình. và đây là một người khi gặp nhau có thể họ đang trên cái hành trình mới trong cuộc sống của họ, à, một bước đi mới, dự án mới, kế hoạch mới, hoặc là tình yêu mới đối với họ. người này mình thấy khả năng là họ cũng uh, rất là thích nghe tiếng tiếng uh, sáo rồi đó, thích âm nhạc. cuộc sống họ cũng có sự đủ đầy dư giả hoặc là họ cũng là một người uh, có được những cái thoải mái gì đó ha hoặc là họ cũng có những ước mơ gì đó được trở thành sự thật đây cũng là một người biết trân trọng những gì mà người khác đem đến cho họ cũng là một người biết trân quý biết ơn đó người này với bạn có khoảng cách với nhau và có thể họ cũng là một người hay biết chia sẻ những kiến thức những kinh nghiệm gì đó cho người khác hoặc họ là một người rất là nhanh nhẹn rất là thông minh rất là nhạy bén biết nắm bắt xu hướng kịp thời ha để phát triển sự nghiệp của mình và người này có rất là nhiều việc phải làm có rất là nhiều những cái sự gọi là mệt mỏi nhưng họ đều có khả năng cố gắng kiên nhẫn và kiên trì vượt qua người này nhìn rất là sang trọng khí phách và có sự gọi là nhìn rất là cổ điển nhưng mà lại toát lên cái sự thanh cao cái sự gọi là thần thái ngút ngàn của họ Mình thấy là như vậy đây là một người có một cái tầm nhìn khôn ngoan thông minh à, và họ biết tha thứ cho người khác họ biết nhìn thấy cái ánh sáng trong uh, mọi người ha, và họ có một cái sự gọi là biết thể hiện tình cảm ừ, đây là một người có cái sự học vấn cao hoặc là là một người có sự gọi là uyên thâm, uyên bác có sự nhận thức được cái bài học trong cuộc sống có sự sáng tỏ rõ ràng những cái điều uh, gọi là chân lý ha, tu tập rồi đó và cái người này cũng có những cái drama hoặc là có những cái nghiệp quả gì đó khi mà bạn gặp họ có thể họ cũng đang trong cái giai đoạn giải phóng những cái nghiệp quả của chính mình để họ có thể dọn chỗ cho cái nguồn năng lượng mới và đối tượng này là một người họ có rất là nhiều kinh nghiệm họ có khả năng biết chia sẻ những kinh nghiệm của mình một cách tinh tế à, họ có khả năng truyền cảm hứng à, mình thấy là như vậy và họ có khả năng truyền cảm hứng cho các bạn nữa đó họ biết tập trung vào ý định của mình họ rất là đôi khi có khả năng độc đáo quan giả Um, và có sự khác biệt với mọi người mang tinh thần của một chiến binh à, và họ luôn gọi là cố gắng là luôn nghĩ đến cái mong ước của mình và biết thiết lập cái tầm nhìn của mình biết hành động và luôn mong đợi một cái kết quả tốt nhất tích cực nhất đến với bản thân um. Ở đây mình thấy khả năng là cái người này họ có những cái nhận xét về bạn á. Bạn là một người có khả năng lúc đầu hai bạn là bạn bè thôi Và họ thấy bạn là một người sống tình cảm ha. Bạn là một người biết quan tâm đến họ Là một người rất là siêng năng chăm chỉ làm việc à, Có sự thành thạo trong cái nghề nghiệp của mình Là một người rất là độc lập Nói chung là cái người này mình thấy họ chấm bạn 10 điểm à, Lúc đầu có thể bạn bè Nhưng sau đó họ càng đi sau họ càng thấy bạn là một người rất là chuẩn chỉnh Để có thể tiến đến hôn nhân À, và cái người này họ nghĩ đến bạn là nghĩ đến một cái đối tượng kết hôn bởi vì họ cảm thấy bạn cái gì cũng được hết ha ừ, là một người hướng về gia đình nữa họ rất là thích ừ, họ cảm thấy cái sự gọi là chờ đợi của họ có giá trị để gặp được một cái người đúng như các bạn đó ừ. người này quen bạn nhưng mà họ vẫn tập trung vào việc của mình chứ không phải là có sự lơ là đâu à, và nói chung người này dường như là họ chấm các bạn rất là cao điểm và muốn tiến đến hôn nhân nha ừ họ cảm thấy hai bạn có sự gọi là đồng tâm hiệp lực Họ có sự gọi là ý hợp tâm đầu cảm thấy bạn là một người rất là thông thái khôn ngoan thông minh à, vừa giỏi về sự nghiệp mà vừa biết suy nghĩ là vừa có sự khôn ngoan và tỉnh táo là sự có sự hòa nhã ừ. và họ cảm thấy vui phấn chấn à. và có thể họ nhận ra bạn cũng là một người đã có một cái sự thức tỉnh trong tình yêu hoặc là Họ nhận ra rằng với cái sự thay đổi của bản thân mình Trưởng thành hơn trong tình cảm Thì họ có được một cái phần thưởng đó là các bạn ha. Họ hy vọng là cái mối quan hệ này sẽ giúp cho Cuộc sống họ đổi mới, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn Tràn ngập tiếng cười hơn Và cái mối quan hệ này, cái người này họ sẽ đối xử với bạn một cách chân thành Vừa là người yêu, vừa là chi kỷ Vừa là có sự hiểu biết và chân thành hoặc là thấu hiểu các bạn chứ À, cái đối tượng này không còn non nớt nữa họ không có còn gọi là bốc đồng nóng nảy nữa mà họ sẽ yêu bạn theo cái phong thái của một người giác ngộ ha kiểu vậy ừ. Forgiving and learning Ở đây trong mối quan hệ này là hai bạn gặp nhau Khi mà bạn đã biết tha thứ cho quá khứ Và rút kinh nghiệm từ chuẩn bài học trong quá khứ Để biết yêu đúng đúng cách hơn và tình yêu này rất là đáng để các bạn có thể nỗ lực bởi đây đây là một cái tình yêu lớn ha chu lớp một số bạn là chu lớp của nhau à, có sự kết nối rất là mật thiết rất là gắn kết tâm hồn rất là gần gũi đặc biệt cái người nam rất là thích yêu rất là thích hôn rất là thích gọi là nâng niu người yêu của mình đó. pay uh, attention to the red flag một số bạn ở đây thì mình thấy là um, Các bạn nên có một cái sự tìm hiểu kỹ lưỡng ha Đôi khi có thể năng một số bạn các bạn gặp một vài người chứ chưa có gặp cái người này liền Các bạn cần phải tìm hiểu kỹ xem đúng cái đối tượng của mình hay không Bởi vì có thể một số bạn các bạn có sự ngộ nhận đó Gặp phải những cái người bạn cảm thấy ừ cái lúc đầu là thấy không hợp rồi đó Không đúng rồi đó Họ chỉ giả vờ thôi Cho à, nên hãy tỉnh táo nha Cái người này có thể là họ sẽ đến sau những cái người mà gọi là bạn gặp sai đó Ừ uhm hoặc có khả năng có một số bạn là có thể cái người này với bạn có những cái vấn đề trigger gì đó lên nhau cho nên các bạn hãy tỉnh táo để yêu đúng cách ha, không thôi là các bạn có khả năng bỏ lỡ nhau hoặc là sẽ có những cái sự gọi là uh, khác biệt uhm, kiểu vậy cho nên mới có sự tha thứ và học hỏi từ những sự tha thứ nè các bạn cần phải buông bỏ quá khứ buông bỏ những cái tổn thương cũ hoặc là rút kinh nghiệm ở những cái mối quan hệ cũ để mình không có gây ra cái lỗi lầm khi mình gặp được đúng người nha có một số bạn ở đây là gặp đặc biệt các bạn nữ gặp cái người nào đó mà mới vô là đã gọi là muốn kết à, nói tình yêu hoặc là gần gũi các bạn về chuyện gọi là thể xác là coi chừng đó là red flag đó, đó là không phải là cái người phù hợp không phải là cái người đúng đó ừ. hãy tỉnh táo lên ha và mình thấy có thể là bạn nữ cũng sẽ biết được thôi tại vì các bạn có một số bạn ở đây đã trải qua rất là nhiều những khó khăn gian nan và thử thách rồi. Cho nên là bạn sẽ nhận ra được ai mới đúng là cái người mà mình cần, trái tim mình mong muốn. Và cái tình yêu này có thể một số bạn yêu xa hoặc các bạn thiếu cái sự gắn kết về mặt thể chất với nhau ở lúc ban đầu cho nên đôi khi các bạn cảm thấy hơi thiếu thốn hoặc là một số bạn nữ khả năng là Uh, sẽ rơi cái trạng thái như là bị thiếu thốn cảm xúc bị phụ thuộc cảm xúc đó cho nên là có khả năng bài học có sự lặp lại thì vì các bạn phải nhận ra cái bài học của mình để tỉnh táo yêu ừ, không thôi là có khả năng là các bạn sẽ cảm thấy um, khói tiếc hối hận các bạn cũng sẽ có những giây phút hẹn hò ngọt ngào hạnh phúc với nhau một số bạn ở đây là vẫn còn hơi bị ám ảnh về quá khứ các bạn chưa giải quyết hoàn toàn triệt để ha cho nên là hãy tỉnh táo khi mà gặp cái đúng đối tượng này bởi vì có khả năng gặp đúng người nhưng mà chưa được giải quyết xong thì sẽ có những cái giai đoạn cảm thấy rất là mỏi mệt à, nhưng mà cái người này đến sẽ giúp cho các bạn có sự gọi là trưởng thành hơn ừ. và biết yêu đúng cách hơn hoặc là giải quyết hoàn toàn triệt để những cái drama những cái nghiệp quả cũ ừ. có một số bạn là chu lớp thật sự một số bạn có khả năng là mối quan hệ ừ giúp nhau cùng nhau rồi phát triển hoặc cùng nhau vượt qua cái bài thi của vũ trụ. Đây là một cái tình yêu thức tỉnh nha. Các bạn cần phải đánh giá lại bản thân của mình trong cái quá khứ mình đã yêu như thế nào, tại sao mình lại thất bại để mình rút kinh nghiệm thì mình mới có khả năng yêu phù hợp, yêu đúng đắn được. Nếu các bạn vẫn giữ nguyên cái bài học cũ mà các bạn không thay đổi, các bạn không có nhận ra được những cái kinh nghiệm, những cái bài học gì hết, hoặc là không có rút kinh nghiệm cho bản thân, không có thay đổi thì có khả năng nó sẽ trong cái dòng lặp cứ lặp đi lặp lại hoài cái vấn đề cũ mà không có đường ra hoặc là luôn lận đận trong tình yêu mà nó không bao giờ là có được cái hồi kết tốt đẹp cho nên đôi khi một cái tình yêu đến một cái người đúng đến nhưng mà đôi khi có giữ được hay không là do chính bạn nữa đó ừ. rồi đây mình xem cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn hoặc của người đó bảo bình bọ cạp trong tử ma kết cự giải chữ nữ rồi chữ cái trong tên n chữ s chữ e chữ D hoặc đợt à, chữ chay chữ y dài r w k m rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn.